Con trẻ tấm lòng thành ngày nay ở trên bài cúng mẹ. Cầu lĩnh mẹ cơ hoàng sắc khinh. Nam mô A Di Đà Phật, cầu trang lĩnh mẹ chứng minh cho con trẻ tấm lòng. Nam mô A Di Đà Phật. Sầu sầu ghen trên chờ có thánh có tiên, dưới trần có mẹ vũ thiền cuốn con. Mãi ngày công việc vuông tròn, mẹ muốn dạo cảnh thả lờ nước non. Giáng trần dạy bảo các con, mẹ truyền lệnh mới cho con tâm hành. Đổi tâm thần thơ truyền hậu thế, thơ qua núi ngàn phép màu mẹ tỏ trắng vàng. Gió hiu thổi sớm lành ngủ yên, mẹ về mẹ trả thơ tiên. Thơ đi đánh giặc thơ lên biên thì, thơ gồng tung cánh bay đi cho xưng vĩ đại rồi. Thì nở qua ngàn đời tô thấm sơn hà, thơ dương nói nghiệp ông bà tổ tông. Cơ thăm mẹ độ các con, xuống trần mẹ dạy vậy thì làm ai. Con gắng làm nông điền, con biết đến mẹ, mẹ cho thóc vàng. Trên chờ sấm sét lùng đàn, đêm đêm mẹ dáng trắng vàng canh thâu. Lòng thành con trẻ sắc son, nguyện trền cha mẹ đền non núi cầu. Lòng thanh là bờ các con, trước đà điện của diêu cung Phật bà. Bà về bà giảng điển thiên, con chầu con hát con mời bà đây. Lòng thanh là mẹ độ chi, hở lòng đạo đức vậy thờ công phu. Lòng thành tất cả mờ lô, nhân vào nước mạnh là mẹ độ chi cho con lành. Cơ thanh thì có thiên đùng, cầu trên đức mẹ từ lòng mẹ ban. Cơ thiên sắc đỉnh hoàng của mẹ cho con hiền học chữ đạo tiên. Lòng thành con kẻ sắc son, con thiền văn lễ thấy riêng sáng người. Lòng con chỉ có mẹ đây, một đời một đạo chỉ tâm sáng người. Tâm con chỉ định đã thời, cầu trên đức mẹ diêu quyền mẹ ban. Cơ thiên sắc ý mẹ Tây Phan, lòng thành mớ đạo Tây Phan chứng dùm. Ngờ đây con trẻ đắc trình, cầu qua đến mẹ Tây quyền phép ban. Gió mùa thu lĩnh bà dương màu, đêm tranh dài bà độ Nam Châu. Ngày nay con trẻ tu hành, biết đường chánh đạo mới là con tiên, con thầy, con Phật, con cha, con bà linh mẫu. Ngày sau gặp gỡ
cánh liên đài gắn tô cho đằng bóng vàng hoa sen. Về mà chầu mẹ lĩnh cha cùng là gác về lĩnh và tây ngàn. Ngày xưa mình ở cung tiền, ngày nay nhận sắc nhận phần điển quang của bà lĩnh mẹ kim giao, của bà lĩnh mẹ chân truyền mẫu nghi. Ngày nay xuống hạ chân miền giúp bao bá tánh dậy thờ cô dân. Ngày sau nước ngập chân tràn con chèo thuyền mát nhà nước người trần gian. Ngày nay gán tu đạo vô vi sám kinh mẹ khai mở tâm cơ ở trần. Con nào biết đọc biết hành có là gốc cội sẽ về bằng căn. Đồng tu là mở đạo tiên nhiêu gì Phật mẫu điện quang sáng ngời. Ngày nay mẹ xuống trần đời cứu mà trăm họ có thờ mẫu nghi. Đồng tu mẹ khảo mẹ xây dòng thơ của lĩnh mẫu Tây Cung sáng ngời. Ngày nay màn đạt khép trời màn ba khai triển được hành mẹ ban. Ngày nay có được chiên thanh làm người có đức dậy thờ nghe con lo tu đặng chớ làm lười danh danh lợi lợi hãy tỉnh mà cẩn mê. Ngày nay con kẻ gắn tu cuộc trả lời chẳng đời nghe con chết rồi cũng nhắm mắt hai tay cái đêm giật của chẳng miền hơi nhân. Con ơi nhân quả là nghiệp con tạo ra mê mê tỉnh tỉnh thì con gắn dọn đường gắn mà dọn được kiếp sau về mà chầu lĩnh mẫu Tây Cung mẹ truyền.